Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym, một kênh chuyên chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về kiếm tiền online, tiền điện tử và các thủ thuật hữu ích. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới và nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn. Thì rất nhiều người mới học kiếm tiền trên YouTube thường thắc mắc rằng 1.000 lượt xem trên YouTube thì được bao nhiêu tiền, cách tính tiền trên YouTube như thế nào, thì trong video này tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Trước tiên tôi sẽ nói về cách tính tiền trên YouTube, sau đó đi giải đáp câu hỏi 1.000 lượt xem trên YouTube thì được bao nhiêu tiền. Tất cả tôi đều trình bày theo cách dễ hiểu nhất, không đi sâu vào các thuật ngữ phức tạp. Mong rằng bất kỳ người xem nào cũng có thể hiểu được nhé. Ok, đầu tiên cách tính tiền trên YouTube là thế nào? Thì để hiểu về cách tính tiền trên YouTube, trước tiên bạn cần phải hiểu rằng kiếm tiền trên YouTube là tham gia vào mạng lưới quảng cáo của Google, trong đó được tham gia bởi 4 bên như sau. Một, đó là nhà quảng cáo, tức là các công ty doanh nghiệp hoặc là cá nhân bỏ tiền ra thuê Google quảng cáo các sản phẩm dịch vụ của họ thông qua mạng lưới quảng cáo của Google như YouTube. Bên thứ hai, đó chính là YouTube, nói chính xác hơn là Google, sẽ nhận quảng cáo từ các công ty doanh nghiệp, sau đó phân phối hiển thị quảng cáo thông qua các video trên YouTube. Bên thứ ba, đó là nhà sáng tạo, tức là những người tạo ra video đăng lên YouTube, là những YouTuber ấy. YouTube sẽ phân phối quảng cáo hiển thị lên các video của nhà sáng tạo nội dung. Tất nhiên chỉ hiển thị lên những video của những kênh đã bận kiếm tiền các bạn nhé. Và bên thứ tư đó chính là người xem, tức là cộng đồng người xem YouTube. Đó. Cụ thể như sau, nhà quảng cáo sẽ bỏ tiền ra để thuê Google quảng cáo. Sau đó Google sẽ lấy những quảng cáo đó đi phân phối cho người xem thông qua các video của nhà sáng tạo. Tiền quảng cáo mà nhà quảng cáo phải trả cho Google sẽ dựa trên số lượt quảng cáo hiển thị và số lượt nhấp chuột vào quảng cáo từ người xem. Đó, nó là như vậy. Như vậy là tiền cho nhà sáng tạo có nghĩa là doanh thu của những YouTuber ấy, cũng sẽ dựa trên số tiền mà nhà quảng cáo trả cho Google, cụ thể là 45% các bạn nha. Và vì số tiền mà nhà quảng cáo sẽ phải trả cho Google thường phải dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo và số lượt nhấp chuột vào quảng cáo từ người xem. Do đó doanh thu của những nhà sáng tạo cũng như vậy nha, tức là cũng dựa trên số lượt quảng cáo hiển thị và số lượt nhấp chuột vào quảng cáo từ video của họ. Đó, nó là như vậy. Ví dụ, cứ mỗi một lần mà quảng cáo hiển thị cho mỗi một người xem, nhà quảng cáo sẽ phải trả 100 đồng cho Google. Hoặc là cứ có mỗi một người nhấp chuột vào quảng cáo thì nhà quảng cáo sẽ phải trả 10.000 đồng cho Google chẳng hạn. Thì số tiền mà Google thu được từ mỗi quảng cáo hiển thị hoặc là nhấp chuột từ video của ai thì người đó sẽ được chia 45%. Đó. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết là giá quảng cáo cho mỗi lần hiển thị hay là mỗi lần nhấp chuột từ người xem sẽ không cố định đâu các bạn nhé, mà sẽ phải dựa trên giá thầu quốc gia, chính xác hơn là số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng bỏ ra để quảng cáo. Tất cả đều gọi chung là giá thầu nhé. Như vậy, đối với nhà quảng cáo ấy, thì ai trả giá thầu cao hơn, tức là sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn cho mỗi lần hiển thị hay là mỗi lần nhấp chuột, thì quảng cáo của họ sẽ được ưu tiên xuất hiện đầu tiên, sau đó mới đến những quảng cáo có giá thầu thấp các bạn nhé. Do vậy nên là giá thầu quảng cáo thường dựa trên giá trị của sản phẩm cùng với tỷ lệ cạnh tranh. Chẳng hạn, quảng cáo một chiếc xe ô tô, có thể nhà quảng cáo sẵn sàng chi đến 100.000 đồng cho mỗi một lần nhấp chuột và quảng cáo từ người xem. Nhưng quảng cáo về một chiếc sạc dự phòng thôi chẳng hạn thì nhà quảng cáo chỉ chấp nhận bỏ ra 100 đồng cho mỗi một lần nhấp chuột mà thôi. Đó, nó là như vậy. Hoặc là mặt khác cũng là quảng cáo về ô tô, nhưng nếu chỉ có một nhà quảng cáo duy nhất, tức là không có người cạnh tranh, thì chỉ cần bỏ ra số tiền rất thấp thì quảng cáo của họ cũng sẽ dễ dàng được xuất hiện, tức là giá thầu sẽ rất thấp các bạn nhé. Còn nếu như có nhiều nhà quảng cáo, tức là tỷ lệ cạnh tranh cao, thì sẽ dẫn đến việc là ai cũng muốn quảng cáo của mình được ưu tiên xuất hiện đầu tiên, cho nên là sẽ sẵn sàng bỏ ra số tiền cao hơn người khác, từ đó giá thầu sẽ tăng lên rất cao. Đó. Còn đối với nhà sáng tạo, video của nhà sáng tạo nào được hiển thị những quảng cáo có giá thầu cao hơn thì tiền thu về cũng sẽ cao hơn, vì luôn nhận được 45% số tiền thu được từ mỗi quảng cáo được hiển thị hoặc là nhấp chuột từ video của họ. Đó. Tiền mà nhà quảng cáo phải trả cho Google và tiền thu về của nhà sáng tạo đều được tính theo từng lượt hiển thị và từng lượt nhấp chuột vào quảng cáo các bạn nha. Và số tiền cho việc nhấp chuột sẽ cao hơn rất nhiều so với tiền cho hiển thị. Ví dụ cùng một sản phẩm quảng cáo nhưng 1.000 lần hiển thị chỉ được 1 đô, một lần nhấp chuột cũng có thể được 1 đô, thậm chí là 5 đô, 10 đô hoặc là cao hơn. Đó.
Tóm lại là trong mạng lưới này ấy, thì cả bốn bên đều có lợi các bạn nhá. Nhà quảng cáo thì được quảng bá sản phẩm dịch vụ của họ, còn Google thì thu tiền từ quảng cáo ăn 5%, nhà sáng tạo thì được chia sẻ doanh thu 45%, và người xem thì được xem video miễn phí và được tiếp cận đến những sản phẩm quảng cáo mà họ quan tâm. Đó. Đó chính là cách hoạt động của mạng quảng cáo Google cũng như cách tính tiền trên YouTube trả cho nhà sáng tạo, tức là những người làm YouTube. Vậy thì 1.000 lượt xem video trên YouTube được bao nhiêu tiền? Tôi sẽ giải đáp cho các bạn ngay bây giờ. 1.000 lượt xem trên YouTube được bao nhiêu tiền? Thì qua phần cách tính tiền trên YouTube ở trên, hẳn các bạn cũng sẽ tự suy ra được rằng không có con số cụ thể về số tiền kiếm được cho mỗi 1.000 lượt xem, bởi vì số tiền này sẽ phải phụ thuộc vào giá thầu của các quảng cáo được hiển thị, số lượt nhấp chuột vào quảng cáo, vân vân vân, rất nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng nhìn chung thì video của bạn kiếm được tiền nhiều hay ít, có nghĩa là cùng một lượng người xem nhá, sẽ phải phụ thuộc vào nội dung video của bạn là gì, độ dài bao nhiêu phút, được chèn bao nhiêu quảng cáo, mỗi lượt xem thường xem bao nhiêu thời gian. Bởi vì các lý do như sau. Thứ nhất là về chủ đề nội dung. Có thể các bạn cũng biết là quảng cáo Google AdSense ấy là mạng quảng cáo theo ngữ cảnh, có nghĩa là YouTube sẽ cho xuất hiện quảng cáo phù hợp với từng đối tượng người xem dựa trên sở thích, độ tuổi, vị trí và cái quan trọng nhất là thói quen lướt web và tìm kiếm trên các trình duyệt của người dùng. Có nghĩa là những người hay lướt web tìm kiếm những nội dung gì thì Google sẽ cho xuất hiện những quảng cáo về sản phẩm liên quan đến nội dung đó. Sở dĩ Google biết được những thông tin đó, tất cả đều được thu thập thông qua lịch sử duyệt web trên trình duyệt của người dùng các bạn nhé. Ví dụ một người hay vào các trang web về máy điều hòa hoặc là hay tìm kiếm các sản phẩm về điều hòa thì khi người đó xem hầu hết tất cả các video trên YouTube cũng sẽ thấy xuất hiện các quảng cáo về điều hòa. Đó, nói là như vậy. Và khi video của bạn làm về điều hòa thì khi người xem video của bạn, YouTube cũng hiểu rằng người xem đó đang quan tâm đến điều hòa và đương nhiên sẽ cho xuất hiện những quảng cáo về điều hòa. Đó. Do vậy nên là khi bạn làm video liên quan đến những sản phẩm có giá trị cao, tỷ lệ cạnh tranh cao thì thường cũng sẽ nhận được những quảng cáo có giá thầu cao xuất hiện. Do đó tiền thu về từ mỗi lượt nhấp chuột hay là mỗi lượt hiển thị quảng cáo cũng sẽ cao hơn và ngược lại. Đó. Tóm lại là video của bạn hướng đến những đối tượng nào, thói quen của họ ra sao, mức sống thế nào thì tiền thu về cũng sẽ phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Ví dụ chỉ cần video của bạn được những người quan tâm đến ô tô vào xem nhiều thì quảng cáo về ô tô cũng sẽ được xuất hiện nhiều. Giá thầu quảng cáo về ô tô cao nên là tiền bạn thu về cũng sẽ nhiều hơn, không cần biết video của bạn làm về chủ đề gì. Nhưng thường thì muốn được những người quan tâm đến ô tô vào xem nhiều thì bạn phải làm chủ đề về ô tô, tức là tự mình hướng video của bạn đến những đối tượng người xem cụ thể. Đó, nói là như vậy. Và các bạn hãy lưu ý là ô tô có giá thầu cao ở đây ấy, là tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Thực tế giá thầu cho ô tô chưa chắc đã cao đâu, vì giá thầu cao hay thấp sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ cạnh tranh nhé. Còn giá trị chỉ bị ảnh hưởng khi tỷ lệ cạnh tranh cao. Đó. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến doanh thu YouTube đó là độ dài video và số quảng cáo được chèn. Cái này thì rất đơn giản thôi, video của bạn càng dài thì tất nhiên là sẽ chèn được càng nhiều quảng cáo, mà quảng cáo được chèn càng nhiều thì số lượng quảng cáo hiển thị cho mỗi lượt xem sẽ càng nhiều. Mà quảng cáo hiển thị càng nhiều thì tỷ lệ nhấp chuột cũng sẽ càng nhiều, do đó tiền thu về sẽ càng nhiều, như vậy thôi. Do vậy nên là số tiền cho mỗi 1.000 lượt xem nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào thời lượng, tức là độ dài video của bạn nhá. Nhưng với điều kiện là video của bạn phải đủ hay để thu hút người xem ở lại càng lâu càng tốt. Một video mà dài từ 1 đến 2 tiếng nhưng người xem chỉ vào 1 đến 2 phút lại thoát ra thì cũng chẳng khác gì video có thời lượng 1 đến 2 phút mà thôi. Và có thể nhiều bạn chưa biết là YouTube có quy định những video dưới 10 phút sẽ được YouTube tự động chèn quảng cáo, không thể chỉnh sửa và thường chỉ được chèn hai quảng cáo vào đầu video và cuối video thôi nhá. Còn những video trên 10 phút ấy, thì bạn sẽ được phép chèn quảng cáo thủ công, tức là tự lựa chọn vị trí, thời gian để chèn quảng cáo. Số lượng quảng cáo được chèn vào tùy ý nhá. Nhưng mà các bạn cũng không nên chèn quá nhiều. YouTube khuyến cáo mỗi quảng cáo phải cách nhau 5 phút trở lên. Do vậy nên các bạn cũng cần phải lưu ý. Do vậy nên là các bạn hãy chú ý đến cột mốc thời lượng 10 phút này nhá. Vì video dài trên 10 phút sẽ có lợi hơn rất nhiều so với video dưới 10 phút. Nếu đã làm đến 9 phút thì hãy cố gắng sao cho đủ 10 phút đi. Ok. Yếu tố thứ ba đó chính là thời gian xem.
Thì như tôi đã nói ở trên, video của bạn dài nhưng phải đủ hay để thu hút người xem ở lại càng lâu càng tốt. Một video mà dài 1 đến 2 tiếng nhưng người xem chỉ vào 1 đến 2 phút đã thoát ra thì cũng chỉ như video có thời lượng 1 đến 2 phút mà thôi. Video của bạn được chèn quảng cáo rất nhiều vào những thời lượng nhất định, nhưng quảng cáo chỉ xuất hiện khi người xem đến vị trí thời gian mà bạn chèn quảng cáo thôi nha. Ví dụ, một video rất dài, bạn chèn rất nhiều quảng cáo, thu hút rất nhiều lượt xem, nhưng đa số người xem chỉ vào xem vài giây, quảng cáo chưa xuất hiện, hoặc là mới chỉ xuất hiện một quảng cáo đã thắt ra thì cũng sẽ chẳng có tiền hoặc là rất ít tiền. Tóm lại là không khác gì những video có thời lượng ngắn. Đó. Yếu tố thứ tư đó chính là quốc gia, tức là người xem của bạn ở những quốc gia nào. Cái này ảnh hưởng rất lớn các bạn nhé. Vì mức sống, thói quen mua sắm online, tỷ lệ nhấp chuột ở mỗi quốc gia là khác nhau và giá thông quảng cáo cũng chênh lệch nhau rất lớn, và cuối cùng là ảnh hưởng đến doanh thu của bạn. Như vậy thôi. Cái này thì khó mà phân tích được hết, nhưng mà theo kinh nghiệm của những người làm YouTube lâu năm ấy, thì họ nhận ra rằng nếu làm video hướng đến những người xem ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Canada, vân vân, thì doanh thu sẽ cao hơn đến 10 lần so với người xem từ Việt Nam, tức là cùng số lượng người xem các bạn nha. Có nghĩa là ví dụ có hai video cùng thời lượng đi, nhưng một video có 1.000 lượt xem từ Việt Nam chỉ nhận được $1, còn video kia cũng 1.000 lượt xem nhưng người xem từ nước Mỹ thì sẽ được $10, đó kiểu như vậy. Thực tế thì con số này còn chênh lệch hơn rất nhiều. Tôi có một anh bạn làm một kênh YouTube, xem thống kê nguồn xem thì chỉ có 30% từ nước ngoài, tức là các nước Anh, Mỹ, Canada, còn 70% lượt xem là từ Việt Nam. Nhưng mà doanh thu trung bình 30% lượt xem từ nước ngoài đó lại cao gấp 10 lần doanh thu từ 70% những lượt xem tại Việt Nam rồi. Cho nên là thực tế lượt xem từ các nước Mỹ, Canada có thể có được doanh thu cao gấp 20 đến 30 lần so với lượt xem từ Việt Nam. Đó, chênh lệch rất nhiều luôn. Chính vì thế nên là hiện tại ở Việt Nam ấy, có rất nhiều người tìm mọi cách để làm về nội dung tiếng Anh hướng người xem từ nước ngoài, tức là các nước Anh, Mỹ, nhằm kiếm doanh thu cao hơn. Và nhiều người quen làm về các nội dung về nước ngoài ấy, khi họ quay lại làm về nội dung Việt Nam, họ tỏ ra rất khó chấp nhận về doanh thu thấp tẹt đó, kể cả số view cao hơn đáng kể. Cho nên là quốc gia này cũng ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem. Nói chung là doanh thu cho kênh YouTube. Đó chính là tất cả 4 yếu tố quyết định lớn đến số tiền thu được cho mỗi 1.000 lượt xem. Nói chính xác hơn là cho từng lượt xem. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ thực tế về doanh thu trung bình cho mỗi 1.000 lượt xem từ một kênh của tôi cho các bạn xem nhé. Tức là phần này tôi sẽ lấy ví dụ thực tế về một kênh của tôi, chỉ mang tính tham khảo thôi các bạn nhé. Vì mỗi kênh sẽ có một mức doanh thu khác nhau tùy vào chủ đề, độ tuổi người xem, độ dài video nữa. Ở đây tôi đã lấy 10 video trên kênh Sun Gym của tôi, một kênh về nội dung thủ thuật kiếm tiền online và tiền điện tử, nội dung Việt Nam các bạn nha, có đến 94% từ Việt Nam. Những video trên 10 phút tôi đều chèn quảng cáo, cách nhau khoảng 5 phút một quảng cáo. Và trong 10 video này, tất cả đều đang sau khi đã bận kiếm tiền nhá. Tôi sẽ lấy số liệu thống kê về toàn thời gian kể từ khi đăng video các bạn nha. Tất nhiên là để phân tích chi tiết về doanh thu thì trong khuôn khổ một video tôi sẽ không thể phân tích được hết, vì nó liên quan đến rất nhiều cái như CMP, thời gian xem video, tỷ lệ nhấp chuột và hàng tá yếu tố khác. Cho nên là ở đây tôi chỉ tính doanh thu trung bình cho mỗi 1.000 lượt xem thôi các bạn nha. Thì cách tính chính xác nhất về doanh thu cho mỗi 1 lượt xem của mỗi video là chỉ cần lấy doanh thu chia cho số lượt xem là ra. Từ đó lấy kết quả nhân với 1.000 sẽ ra doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem, chỉ đơn giản vậy thôi. Và đây chính là kết quả doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem của 10 video này. Video 1 có thời lượng là 22 phút 16 giây, lượt xem là 164.061 lượt xem, doanh thu là $329.9. Và tôi đã tính ra doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem là $2.01. Đó, còn video 2 đã tính ra doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem là $0.85. Video thứ 3 $1.48, video thứ 4 $0.64, video thứ 5 $0.59, video thứ 6 $1.22. Đó, video thứ 7, thứ 8, thứ 9 các bạn có thể thấy ở đây. Như vậy các bạn có thể thấy là doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem từ mỗi video là rất khác nhau, mặc dù trên cùng một kênh nhá. Do vậy câu hỏi 1.000 lượt xem thì được bao nhiêu tiền không bao giờ là có câu trả lời chính xác.
Nhưng các bạn có thể thấy ở đây, thường là những video có thời lượng dài hơn, chèn quảng cáo nhiều hơn thì doanh thu sẽ cao hơn. Và sau đó tôi đã thử tính doanh thu trung bình của cả tổng 10 video trên, thì tổng 10 video trên có số lượt xem là 366.614 lượt xem. Tổng doanh thu từ 10 video trên là 505 đô. Từ đó tôi đã tính ra doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem là 1,3 đô. Đó chính là kết quả doanh thu cho mỗi 1.000 lượt xem dựa trên 10 video trên. Tức là trung bình 1.000 lượt xem tôi nhận được 1,3 đô. Đây được xem là một mức doanh thu khá cao so với nội dung Việt Nam. Và cuối cùng tôi đã thử tính doanh thu trung bình cho mỗi 1.000 lượt xem dựa trên toàn bộ video trên kênh trong khoảng thời gian kể từ ngày bận kiếm tiền đến nay 5 tháng rồi, và cho ra kết quả là 0,53 đô cho mỗi 1.000 lượt xem. Đó, khá là thấp luôn. Điều đó chứng tỏ là 10 video trên toàn là những video doanh thu cao hơn so với nhiều video khác trên kênh, tức là dựa trên cùng số lượt xem các bạn nha. Như vậy, với kết quả này có thể nói rằng đối với kênh Sun Gym này của tôi, cứ mỗi 1.000 lượt xem tôi sẽ thu về 0,53 đô. Đó, nó là như vậy. Đó chỉ là một kênh của tôi mang tính tham khảo mà thôi. Còn kênh của nhiều bạn khác có thể sẽ rất khác nhau, nhất là đối với những kênh về lượt xem từ nước ngoài, doanh thu có thể cao gấp nhiều lần như thế. Chốt lại là không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi 1.000 lượt xem trên YouTube thì được bao nhiêu tiền, vì mỗi kênh sẽ có doanh thu khác nhau dù có cùng số lượt xem các bạn nhé. Như vậy là tôi đã giải đáp cho các bạn về cách tính tiền trên YouTube và 1.000 lượt xem trên YouTube thì được bao nhiêu tiền. Nếu bạn nào vẫn còn thắc mắc vấn đề gì liên quan hoặc là có ý kiến muốn chia sẻ thì hãy để lại bình luận phía dưới nha. Video này tôi xin tạm dừng tại đây. Nếu thứ hai thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất từ kênh Sun Gym nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.